تمام. Nó chiếc đào này nhỏ nhưng mà lại cứng. Nên cứng vậy ơi. Chưa ra được cái chân của anh. Cái này nặng cục này xong rồi không rào ra được rồi. Cố gắng không sao đâu, cục nó đào thôi, cục này thì cũng đỡ rồi. Anh sinh năm mấy em? 2001. 2001 à, nhỏ. Ông ốm này. Mấy chị đi giỏi rồi. Mình cũng ngại nha. Con túi túi cái đèn đi. Xịt cái đèn đi. Xịt cái đèn chỗ khác thôi. Xịt lui ra. Đó, đúng rồi. Sợ mình báo lên thì ông đau thôi. Có lưng không em? Không có. Chưa có. Sợ rồi đó. Đúng không? Nó sạch em này. Đào xin nó sạch. Xin ta kiểm tra. Khám là khám hết rồi nhé. Wow. Đẹp nữa chứ. Còn cục to ở đây nè. Một à. Hết rồi. Lần đó nữa. Chưa tím hả? Cái không có. Là sợ nó nói xạo quá. Cục nếm banh nữa rồi, bông sợ. Cái đầu không to nè. Xin chào ông coi, ông coi lại clip.
Từ từ bình tĩnh. Chờ mình chị quay, à. Mới chờ đó hả? Chờ em lên. Không chờ thì mình không chờ thì qua trước cái đi. Hỏi hử? Hỏi cho chết. Chứ mất cơm. Cậu cười kìa. Kiệt là Kiệt thấy ông sợ luôn. Chỗ mô cũng vậy, cũng lắng. Đã bị mụn lắng hay bị không? Mụn cô này thì chị biết nè. Rồi còn dù khi mụn mặt với mụn lưng là nó sẽ khác nữa. Một cục to ở đây nữa. Trùng no mày ác vậy mày. Hàng hiếm đó. Vô. Xí chị coi. Không mà em lấy ra chứ em để đây chị. Tại vì cái này nó để có khả năng nó bị viêm đây mà. Chứ có cái cục, mấy cái cục này mới đau thôi nè. Mấy cục này thì hơi đau một xíu nha. Tôi phải đâm cho nó ra cái, nó rách cái thịt ra mới ra được. Rồi ra rồi. Quá chuẩn. Em ghét á. Cái tay đang rung muốn nè. Đứng nè. Chị sao vậy? Cả ngày điện thoại. Tắt đi. Tắt cái đồ im lặng luôn đi em. Mở. Mụn này là mụn thập cẩm nè. Vừa có mỡ nè. Sợ búng nước lại nuôi mà rồi ra được cái chân nữa đau rồi đau thấy rồi để chị mò thêm xíu nữa. Ai, ta đứng ta rung tay rung chân rồi đây đứng. Ai, cái này có sợi lông luôn. Tại vì em bị viêm cái nang rong á. Ráng em, xí nữa. Cái rong này. Đâu cục mô quên mẹ đâu. Có cục mô lòng đây. Thấy rồi. Chị sao nó nhắn đi. Chị với mày. Cái con kia.
Hơi nóng rồi đó, cảm giác nóng trong người rồi đó. Là tay gì? Là thả lòng, thả lòng. Lần kia chắc chị nói cho nó không mà lần lần kia đi lần lần. Rồi, ra rồi em. Chù, tạo ghê. Ừ, rớt đầu cục tên đi đẹp đi. Thì rớt rồi.